Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong những năm vừa qua, tình trạng xe ba bánh vi phạm gây mất an toàn giao thông diễn ra khá phổ biến. Mặc dù các lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông vận tải đã liên tục tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, do nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong những khu vực đặc thù, ngõ sâu, ngõ nhỏ vẫn còn nhiều, nên loại hình này vẫn diễn biến phức tạp. Để giải quyết triệt đề không chỉ là sự vào cuộc của lực lượng cảnh sát giao thông, mà còn cần những giải pháp, cơ chế, chính sách phù hợp. Để cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã tổ chức tọa đàm biện pháp xử lý xe ba bánh tự chế gây mất an toàn giao thông. Trong chương trình Góc nhìn Hà Nội ngày hôm nay, chúng tôi rất vui khi chào đón hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu Thượng tá Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội. Chào chị ạ. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu ông Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu buổi tọa đàm ngày hôm nay, xin mời hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả hãy cùng theo dõi một phóng sự chúng tôi mới thực hiện. Dịch vụ xe ba gác Hà Nội. Chỉ cần có nhu cầu, người dân có thể thoải mái lựa chọn các điểm cung cấp dịch vụ về xe ba gác trên mạng Internet. Muôn vàn hình thức vi phạm luật giao thông của các xe ba bánh, xe tự chế vẫn diễn ra mỗi ngày tại thủ đô. Theo thông tư liên tịch số 32 năm 2007 của Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, từ ngày 1 tháng 1 năm 2008, các loại phương tiện này sẽ bị cấm lưu hành, trừ phương tiện của thương binh, xe tự chế cho người tàn tật, có đăng ký biển kiểm soát. Điều 17 Nghị định 100/2019/NĐ-CP cũng quy định xe tự chế bị cấm lưu thông. Vậy tại sao chủ các phương tiện vẫn cố tình vi phạm? Tôi thực sự có biết, nhưng mà vì cuộc sống mưu sinh khó khăn thì nhiều khi động biết vi phạm nhưng mà vẫn phải làm. Ở chạy trong nội thành những xe của ba bánh này rất thuận tiện, chủ vào các ô tô vào làm sao nữa, đúng không? Cho nên là về cung cầu, tức là dịch vụ khách hàng, tức là nó tiện hơn. Thời gian qua, nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra liên quan đến loại hình phương tiện này, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Vẫn biết cuộc sống mưu sinh nhiều khó khăn vất vả, nhưng đó không phải lý do chính để chở hàng cồng kềnh vi phạm luật giao thông đường bộ. Đây là hành vi nguy hiểm, xem thường tính mạng, sức khỏe của chính mình và người đi đường. Vâng, lời đầu tiên thì xin được hỏi Thượng tá Nguyễn Mạnh Tuấn ạ. Xin ông cho biết những đánh giá của lực lượng chức năng về vi phạm của các loại xe ba bánh và bốn bánh tự chế hoạt động trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua ạ. Vâng, xin cảm ơn chương trình. Trong thời gian vừa qua, tình trạng xe ba bốn bánh tự sản xuất lắp ráp hay còn xe ba bánh tự chế lưu hành trên các tuyến phố diễn ra khá phổ biến, hoạt động ngang nhiên, bất chấp vi phạm ngay cả khi có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ cho các tuyến chốt giao thông. Nhiều phương tiện chở người, chở hàng hóa cồng kềnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho người tham gia giao thông khác, cũng như người điều khiển, người ngồi trên phương tiện, và nguy cơ cao dẫn đến ủn tắc giao thông, tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan trật tự đô thị. Hiện nay trên mạng xã hội thì nhiều hội nhóm, cá nhân công khai đăng tải các dịch vụ mua bán cho thuê sản xuất xe ba bánh tự chế, nhận vận chuyển hàng hóa bằng xe ba bánh tự chế, thể hiện những điều này là thể hiện sự coi thường pháp luật. Vâng, xin được cảm ơn Thượng tá Tuấn ạ. Còn về phía ông Khương Kim Tạo ạ, trong thời gian vừa qua thì hoạt động của những xe ba bánh và bốn bánh tự chế trên địa bàn thành phố diễn ra rất phức tạp, phổ biến và ngày một tăng nhanh. Vậy điều gì đã dẫn đến vấn đề này ạ? Có thể nói rằng là nó có nhiều nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất thì tôi cho rằng thế này, cái mà chúng ta đang quan niệm cái xe ba bánh tự chế đấy, cái nào được phép tham gia giao thông và cái nào không, cái đấy chúng ta phải phân biệt rõ ràng ra. Tôi nói ví dụ như là luật giao thông đường bộ là cũng quy định các cái xe mô tô ba bánh được chạy đấy chứ. Nhưng vấn đề được chạy anh phải có điều kiện về an toàn kỹ thuật và về môi trường. Phải có người lái, là cái người điều khiển xe ấy, là phải có giấy phép lái xe. Thế thì như thế là được. Và thứ hai là cái xe ba bánh cũng chỉ chạy trên một số tuyến đường mà chúng ta quy định thôi, không phải chỗ nào cũng được chạy. Đấy. Và như vậy thì nếu chúng ta làm được tốt cái công tác về mặt quy định pháp luật thì có thể cái vấn đề vi phạm sẽ giảm đi. Đấy. Còn cái chuyện mà các cái xe ba bánh và xe hai bánh mà lại chở các cái thanh sắt rất là dài, các cái tấm tôn rất là cồng kềnh, có thể là cứa vào người ta bất kỳ lúc nào. Thế thì như thế là không được rồi.
Và như vậy tôi cho rằng là cái mà để chúng ta giải quyết dứt điểm trong thời gian tới về cái xe ba bánh tự chế đấy, mà càng nhanh càng tốt. Mà nhân tiện ở đây tức là trong thời gian tới là Bộ Công an đã soạn cái luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đây là cái luật rất là triệt để xử lý tất cả những cái vấn đề mà vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Và Quốc hội sẽ thông qua trong thời gian tới thì chúng ta nhân tiện đây chúng ta làm dứt điểm. Thế thì để mà chúng ta giải quyết dứt điểm cái xe ba bánh tự chế, tôi cho rằng lấy góc độ chuyên môn thì tôi chỉ muốn suy nghĩ thế này. Cái thứ nhất là các cái xe mà chở các cái tấm tôn, những thanh sắt dài, những cái hàng công kênh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông thì chúng ta giải quyết dứt điểm này. Cái này và tôi cho rằng là chúng ta có thể là thông báo trong một tháng nữa chúng ta dứt điểm cũng là được cái đấy. Không thể chấp nhận được cái người chở tấm tôn mà đi rồi là cắt đứt cả bụng người ta ra. Thế như thế là không được. Bởi vì cái an toàn sinh mạng cho con người là số 1. Bất kể cái gì. Đấy. À, vấn đề thứ hai mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải quan tâm đến tức là đời sống con người. Đời sống con người và phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. À, tôi nói ví dụ như là các cái xe ba bánh nhưng mà để chở một số những cái viên gạch hay là cát sỏi, xi măng vào những ngõ hẹp để người ta nhân dân có thể xây dựng. Mà bây giờ này, chúng ta cấm hoàn toàn đi thì nhân dân thì chở bằng ô tô thì đến ngõ to thôi, đến ngõ bé là không đưa vào được. Và như vậy thì khi đó ô tô vào được thì người ta lại phải gồng gánh đi vào. Cái đấy cũng là có những cái mà nó còn bất cập. Thế thì chúng ta phải xem lại xem cái xe nào thì được phép giao thông và chỉ đi trong phạm vi nào đấy thôi. Ví dụ như cái xe ba bánh chỉ có thể chở từ cái trung tâm mà cắt sỏi ở trong thành phố mà chở ô tô người ta đổ thì một cái trung tâm. Thế sau đó anh giải tỏa từ cái chỗ đấy đi về các cái gia đình thôi. Đấy thì tôi nghĩ rằng là có thể là giải quyết được. Còn với các cái xe mà chở hàng công cành chúng ta giải quyết dứt điểm là loại bỏ. Và các cái xe này chúng ta cũng phải kiểm định chứ. Kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường. Đấy. Và đồng thời cũng có thể là chúng ta đưa ra chính sách. Có thể là những người nào mới được lái cái xe này. Ví dụ như hiện nay là các đồng chí thương binh mà có đủ năng lực về mặt sức khỏe, thể chất và tâm thần. Có giấy phép lái xe có thể lái được thì có thể tạo điều kiện cho các đồng chí có thể là xử lý cái sử dụng các cái xe này để mà có thể thu nhập để mà giải quyết về cuộc sống. Đấy tôi nghĩ rằng là cũng là cái tốt thôi. Đấy thì cái đấy cái chính là cơ quan chức năng chúng ta ngồi bàn để chúng ta giải quyết cái vấn đề nào để cho nó thấu tình đạt lý. Còn cái vấn đề mà liên quan đến vấn đề văn minh và vấn đề sạch đẹp mà thành phố thì chúng ta sẽ xếp theo thứ ba. Như vậy quan điểm tôi là an toàn là số 1 và thứ hai là phát triển kinh tế xã hội và vấn đề nhu cầu nhân dân và cuối cùng là đến cái vấn đề liên quan đến văn minh đô thị. Thế thì chúng ta trên cơ sở xếp theo thứ tự như thế để chúng ta ưu tiên để chúng ta đưa ra những chính sách và những cái phương pháp quản lý. Với những gì ông Tạo vừa chia sẻ thì nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào cho tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố thưa Thượng tá Tuấn ạ? Hiện nay là hầu hết các xe này đều do các hộ kinh doanh cá thể họ tự lắp ráp sản xuất, không được cơ quan nào có kiểm định đánh giá về chất lượng. Thế do đó mà thực tế là có rất nhiều cái việc tai nạn giao thông, các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra. Đấy, ví dụ đơn cử như gần đây là cái vụ như ngày 21 tháng 12 năm 2023 trên đường Trường Chinh Cầu Giấy Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe ba bánh tự chế chở thép khiến ô tô hư hỏng nặng. Rồi ngày 5 tháng 1 năm 2024 tại địa bàn huyện Trương Mỹ xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến người điều khiển xe bánh tử vong. Và gần đây nhất nữa là ngày 12 tháng 1 năm 2024 tại đường Trịnh Văn Bô thuộc quận Nam Từ Liêm cũng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô và xe bánh tự chế. Cái xe này thì kéo dài theo có sắt dài 12 mét. Cái hậu quả là làm cho người điều khiển xe mô tô tử vong tại chỗ. Để có thể thấy chúng ta hiện nay là cái vấn đề về an toàn của cái xe bánh tự chế là rất nhiều nguy cơ mất an toàn. Đấy, và đây là những cái nó gây là một trong những nguyên nhân, chúng tôi đánh giá là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc, gây tai nạn và nó làm tạo những hình ảnh không đẹp trong mắt người dân nói chung và người bạn bè quốc tế đến thủ đô. Rất nhiều những nguy cơ cảnh báo đến cho người dân của chúng ta được không ạ? Và về phía chuyên gia thì ông Tạo có nhận định gì về vấn đề gây mất an toàn giao thông của những phương tiện này ạ? Có thể nói rằng là trong thời gian qua thì các cái phương tiện xe ba bánh tự chế rồi một cái xe hai bánh mà chở các cái hàng công kềnh thì gây tai nạn rất là nghiêm trọng. Tôi nghĩ rằng cái này chúng ta không thể chấp nhận được, có thể nói rằng đấy. Mà chúng ta chỉ có thể sử dụng cái lực lượng thanh tra giao thông rồi cảnh sát giao thông để mà đi đuổi bắt người ta rất là khó. Bởi vì lực lượng chúng ta còn phải nhiều việc phải làm,
nhiều việc quan trọng hơn phải làm, mà để chúng ta cứ đi xử lý những cái việc vặt này là không cần thiết. Thế thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên có một cái quyết định để mà giải quyết dứt điểm những cái xe hàng chở hàng công kềnh, và có thể đưa ra những cái quy định có tính rất hà khắc hơn. Ví dụ như là chở hàng công kềnh là tịch thu luôn cái tài sản, cái phương tiện. Thế như thế là có thể được. Bởi vì mặc dù phương tiện nó là cái tài sản, nhưng mà cái tài sản này vi phạm những cái quy định rất là nặng nề, thì chúng ta phải có những cái phương pháp để mà thông báo nhân dân sau bao nhiêu tháng thì cái việc nếu còn vi phạm thì chúng ta có thể tịch thu, hoặc là người nào có thể vi phạm lần thứ hai hay thứ ba cũng ta có thể tịch thu, vân vân. Thì tôi nghĩ rằng cái này chúng ta nên có một cái quy định thật rõ ràng để chúng ta có thể giải quyết dứt điểm những cái phương tiện này. Thế ngoài ra thì chúng ta cũng có thể nói rằng là trong thời gian tới cái cơ quan chức năng bên ngành giao thông cũng phải nghiên cứu để có thể sản xuất ra một cái phương tiện nào đó để có thể len lỏi vào trong các cái ngõ ngách để mà chở vật liệu, có thể xe bốn bánh nhưng mà chúng ta chế tạo cái cỡ nó nhỏ hơn để có thể đi vào đấy, thay thế cái xe ba bánh này đi. Và như vậy thì các cái xe đó chúng ta vẫn được chứng nhận chất lượng về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, và chúng ta vẫn có các cái lái xe rất an toàn và có thể chở được một số cái mặt hàng để cho phục vụ nhân dân và những ngõ hẻm. Và trước những thực trạng mà chúng ta đều nêu ra ở phía trên rồi, thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã vào cuộc xử lý vi phạm như thế nào về vấn đề này ạ, thưa Thượng tá Tuấn? Cũng trước tình hình hoạt động phức tạp của cái hoạt động xe ba bánh tự chế này, thì trong cái thời gian vừa qua thì thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, của Chính phủ, Bộ Công an và thành phố, thì Công an thành phố giao thông đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố ban hành cái kế hoạch số 51, trong đó là cũng rất tập trung vào rất nhiều cái nội dung. Thứ nhất là sẽ tổ chức điều tra cơ bản, nắm bắt tình hình, đánh giá đúng thực trạng hoạt động của các phương tiện xe bốn bánh, từ đó tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các biện pháp giải pháp quản lý hoạt động này. Cái thứ hai là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người dân nói chung và của các cái thương bệnh binh cũng như người khuyết tật. Qua đó là tạo sự đồng tình ủng hộ trong công tác kiểm tra xử lý vi phạm của lực lượng cảnh giao thông để góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Và một nội dung nữa là chúng tôi huy động các cái lực lượng, phương tiện tập trung kiểm tra, xử lý kiên quyết triệt để các vi phạm có liên quan đến hoạt động của xe ba bốn bánh, các xe tự lắp ráp. Và đồng thời là tịch thu các phương tiện vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Vâng. Và với những cái sự vào cuộc như vậy thì bước đầu chúng ta đã đạt được những kết quả như thế nào thưa ông? Vâng. Thì qua gần 2 tháng thực hiện kế hoạch của giám đốc công an thành phố, thì các lực lượng của công an thủ đô thì đã tiến hành được một số nội dung. Thứ nhất, chúng tôi đã xác định được tổng số người hiện đang sử dụng cái phương tiện ba bốn bánh tự chế này trên toàn thành phố là có 11.826 người với 13.349 phương tiện. Trong đó tôi xác định là có 33 cơ sở tự sản xuất xe ba bánh và bốn bánh tự chế. Về công tác tuyên truyền, và chúng tôi cũng đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và Hà Nội xây dựng 154 tin bài phóng sự tuyên truyền vận động người dân thực hiện chấp hành, và đồng thời tuyên truyền cái kết quả xử lý vi phạm chúng tôi, các hoạt động xử lý vi phạm liên quan đến xe ba bốn bánh, các cái xe chở công kềnh. Qua đó thì đa số người dân thì đều đồng tình ủng hộ lực lượng chức năng trong cái công tác xử lý vi phạm, kiểm soát xử lý vi phạm, và đồng thời kiến nghị là có những cái chế tài xử lý nghiêm khắc hơn nữa đối với trường hợp này để phòng ngừa tai nạn và ủn tắc giao thông cho người tham gia giao thông nói chung và cũng như những người đi đường khác nói riêng. Về công tác xử lý vi phạm thì trong từ ngày 15 tháng 3 năm 2024 đến ngày 11 tháng 5 năm 2024, chúng tôi đã các đơn vị của công an thành phố đã kiểm tra xử lý 3.696 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 4 tỷ đồng và tạm giữ 1.591 phương tiện. Đấy. Với các lỗi hành vi vi phạm như là điều khiển xe tự sản xuất lắp ráp, chở hàng công kềnh, điều khiển xe kéo theo vật khác và phương tiện khác. Bước đầu thì chúng ta cũng đã có những cái tín hiệu khả quan, đó là từ về phía lực lượng chức năng, còn về đối với chuyên gia, thưa ông Tạo, ông có những cái giải pháp nào để chúng ta ngăn chặn được tình trạng mất trật tự an toàn giao thông từ những phương tiện tự chế như thế này? Và liệu chỉ có mình lực lượng chức năng để tham gia vào sự việc này thì liệu có đủ hay không ạ? Tôi nghĩ rằng là tôi trước hết mà nói tôi hoàn toàn đồng tình với lại những cái giải pháp mà đồng chí Tuấn đã đề xuất. Thế tôi chỉ có muốn trao đổi thêm một vài cái vấn đề thêm. Cái thứ nhất là cái việc này nó liên quan đến cái thương binh, cho nên chúng ta cũng phải đề nghị cái Bộ Lao động và Thương binh Xã hội và các lực lượng nên hội cựu chiến binh v.v. để vào cuộc để động viên các đồng chí thương binh ý,
Thì ngày xưa đã là hy sinh xương máu về đất nước rồi, thì bây giờ chúng ta phải duy trì cái hình ảnh mà chúng ta có. Cái thứ hai là các cái cơ quan bây giờ cũng phải nghiên cứu để có thể hỗ trợ cho cuộc sống của đồng chí, công ăn việc làm hoặc một số những cái chính sách khác, thì tôi nghĩ rằng cái này cũng cần phải vào cuộc. Tiếp theo là tôi rất muốn là chúng ta triển khai cái chính sách gọi là toàn dân toàn diện, tức là như ý anh Tuấn bây giờ, tức là thế này, cảnh sát giao thông chỉ là ngòi nổ thôi, đấy, thông báo thôi, thế còn bây giờ toàn dân chúng ta phải thực hiện, tức là ví dụ như là chúng ta có thể thông qua camera giám sát, cảnh sát giao thông sẽ thấy rằng ở cái tổ dân phố nào hay là chỗ phường nào đang có những cái xe ba bánh đang vi phạm, thế thì khi đó chỉ cần gọi điện đến cái phường đấy thôi, hoặc là các cái đồng chí phường rồi chỉ đạo đến hệ thống bảo vệ, chúng ta có thể ra là có thể xử lý được đấy. Thì khi tôi nghĩ rằng là bây giờ công an của các phường và các thì có thể là xử lý, các xã có thể tham gia ra vào công tác xử lý này tiện hơn chứ. Bởi vì chứ bây giờ nếu mà cái gì cũng giao hết cho cảnh sát giao thông thì làm sao mà giải quyết được. Rõ ràng khi mà lực lượng chức năng của chúng ta tập trung bắt tay vào việc xử lý mạnh hơn nữa đối với những trường hợp vi phạm thì bước đầu cũng đã gặp một số những cái khó khăn phát sinh. Và tôi nghĩ rằng để ngăn chặn việc hiệu quả cho việc xử lý những vi phạm mất trật tự an toàn giao thông từ những chiếc xe 3 bánh, 4 bánh tự chế như thế này thì chúng ta đòi hỏi sự vào cuộc của rất nhiều những cơ quan khác nhau. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì mời hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi một phóng sự sau. Một bãi tạm giữ phương tiện xe ba bánh vi phạm của phòng cảnh sát giao thông. Rất nhiều chiếc xe ba bánh do các đối tượng giả danh thương binh điều khiển chở hàng cồng kềnh gây mất an toàn giao thông đã bị thu giữ. Không đăng ký, không đăng kiểm, thậm chí phương tiện cũng không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Thật khó để nói trước về những nguy cơ cho người đi đường khi tham gia giao thông cùng các loại xe này. Mình nếu một lần đi kiểu xe người ta lôi này, người ta không để ý, người ta cua là mình đang đi thẳng ấy. Thế bắt đầu là sinh nhan thì cũng thấy đâu ấy, giờ mình đâm đi cái ra rồi. Đi toàn gây cổ rồi gây tai nạn cho người dân thêm, dẹp một cách triệt để. Không thể để lưu thông như này được, vừa gây tắc đường vừa gây mất an toàn giao thông. Đã có không ít vụ tai nạn do các loại xe ba bánh tự chế gây ra, hậu quả khiến nhiều người thương vong. Do đó, việc xử lý quyết liệt, tịch thu phương tiện là biện pháp hữu hiệu trước mắt để đảm bảo an toàn giao thông cho người đi đường. Chúng tôi sẽ tuần tra kiểm soát, xử lý những cái xe ba bánh, bốn bánh tự chế, những cái xe chở cồng kềnh, điều khiển xe kéo theo xe khác, xử lý một cách triệt để và nghiêm minh đúng cái quy định của pháp luật. Sau 2 tháng ra quân cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổng kiểm tra, xử lý 3.605 trường hợp, phạt hành tiền ước tính gần 6 tỷ 370 triệu đồng. Trong đó tạm giữ hơn 1.200 phương tiện xe ba bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp. Các hành vi vi phạm chủ yếu bao gồm tự sản xuất, lắp ráp 1.219 trường hợp, chở hàng cồng kềnh 1.361 trường hợp, điều khiển xe kéo theo xe khác, vật khác 1.325 trường hợp. Việc mạnh tay xử lý các loại xe giả danh thương binh, xe tự chế hoạt động nghênh ngang trên đường phố thủ đô của lực lượng chức năng đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Những người mà không phải là thương binh, giả danh thương binh ảnh hưởng đến chúng tôi, dẹp không cho đi nữa. Tại vì ảnh hưởng rất nhiều đến công tác giao thông. Nên là xử lý một số những anh em không phải là thương bệnh binh rồi là người tàn tật. Nó làm rối loạn cả cái hệ thống giao thông của mình. Bên cạnh việc kiểm tra phương tiện, giấy tờ, tổ công tác cũng tuyên truyền yêu cầu các chủ phương tiện ký cam kết không chở hàng cồng kềnh, chở quá tải khi tham gia giao thông để xe ba bánh trở về đúng nghĩa theo mục đích sử dụng ban đầu của nó là phục vụ cho đối tượng thương binh, chính sách, làm phương tiện đi lại hàng ngày. Trong thời gian tới thì phòng cảnh sát giao thông cũng như đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cũng sẽ liên tục tuần tra kiểm soát và phát hiện những cái trường hợp mà nếu như mà không phải là thương binh điều khiển xe ba bánh thì chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý tiếp. Bên cạnh mà việc xử lý thì chúng tôi cũng sẽ vẫn cho cam kết và tuyên truyền đối với những lái xe mà là thương binh điều khiển để cho người ta chấp hành. Người dân phát hiện những cái trường hợp mà điều khiển xe ba bánh mà không phải là thương binh thì có thể gọi lên đường dây nóng hoặc là các trang fanpage của công an thành phố cũng như là phòng cái trang Zalo của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội để phản ánh lên đấy và có sẽ có lực lượng chức năng ra xử lý luôn. Việc xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ đã bước đầu tạo những chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành quy định pháp luật của người tham gia giao thông.
Trong thời gian tới, mục tiêu cao nhất của lực lượng cảnh sát giao thông là siết chặt và hướng tới loại bỏ hoàn toàn các phương tiện xe ba bốn bánh tự chế tham gia giao thông, đảm bảo sự an toàn cho nhân dân. Vâng, câu hỏi tiếp theo chúng tôi muốn được đặt cho Thượng tá Tuấn ạ. Lực lượng chức năng trực tiếp xử lý vi phạm đối với loại hình này thực tế là cũng gặp rất là nhiều khó khăn, và khó khăn lớn nhất chúng ta đang gặp phải đó là gì ạ? Vâng, cũng vừa rồi anh Tạo đã trao đổi cũng muốn là chúng ta sẽ phải có qua camera giám sát chúng ta xử lý. Thì việc này thì giám đốc của thành phố đã phân công các lực lượng rồi, cũng có trên cái sở anh nhìn thấy trên các tuyến đường là có cái xe bánh hoạt động, là chúng tôi đều có dùng bộ đàm để liên hệ với lực lượng trực tiếp xử lý để đi kiểm tra. Nhưng tuy nhiên thực sự là những có những chỗ tuyến đường mà anh em từ chỗ di chuyển đến chỗ cái xe phát hiện thì nó rất nhiều đường ngõ chẳng hạn, thì lúc về sau đến nơi thì cũng khó xác định là khi cái xe nó rẽ ngõ nào để kiểm tra xử lý. Cái thứ hai về phạt nguội với khó khăn thì những cái xe này hồi xe tự chế thì nó không có đặc điểm gì cả, nó không có biển số đấy, đơn giản là nó phải tìm khi phát hiện ra ở trên cái tuyến đường thì để mà truy tìm phạt nguội những xe này quả thật là có câu chuyện rất khó khăn. Những xe này hầu như phải chỗ kiểm tra trực tiếp, xử trực tiếp rồi. Thế ngoài ra hiện nay anh Đạo cũng có nói là cái chỗ chúng ta cũng phải nghiên cứu có cái phương tiện gì. Hiện nay thực ra có rất nhiều phương tiện xe 5 tạ mấy tạ là cái hãng Suzuki, rất nhiều xe gọn rồi, nhưng mà tuy nhiên thì tại sao người dân không chọn cái này? Thứ nhất là có thể tôi cũng đánh giá thấy tình này, cái xe này nó yêu cầu là nó sẽ ô tô thì cái việc mà tham gia phải học điều khiển lái thì là khác. Cái xe ba bánh thì hiện nay nó chưa rõ ràng, nó chỉ cần có khi giấy phép lái xe máy là anh có thể điều khiển nó dễ hơn là cái xe ô tô kia rồi. Cái thứ hai là cái việc thuê những cái xe ba bánh này thì giá thành rất rẻ. Chứ trong đó chúng ta phải thuê một cái xe mà người ta đầu tư một cái xe của Suzuki chẳng hạn, nó xe chính đảm bảo điều kiện chất lượng, nó giá rất cao. Nên là vẫn tạo tâm lý. Nhưng tôi nghĩ cũng có lẽ cái việc này cần tuyên truyền trực tiếp. Và trong đó chúng tôi cũng giám đốc của thành phố yêu cầu thì phải vận động các cái cơ sở kinh doanh, trường học là làm sao không sử dụng, không thuê mượn cái loại xe này để chúng ta vận chuyển, để đảm bảo an toàn cho chính cái người giao thông mà cũng chính những người điều khiển phương tiện đó. Hiện nay là cái việc xác định cái thông tin liên quan đến người điều khiển phương tiện này, chủ phương tiện sau bốn bánh thì hiện nay rất khó khăn. Một số trường hợp né tránh cái việc làm việc với cơ quan chức năng, chúng tôi có thể là lúc khi các anh đê khi bị dừng xe thì có khai địa chỉ rồi, nhưng mà gửi giấy mời đến nhà địa chỉ 5 lần 7 lượt không đến. Đấy, cũng rất là khó khăn và chúng chưa có chế tài được, cưỡng chế là phải lên làm. Với cái khó khăn thứ hai là các phương tiện này thì chủ yếu hoạt động trong cái tuyến đường nhánh ngõ nhỏ liên thôn liên xã để tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng. Thế ở các cái tuyến đường nhỏ đấy thì hầu như là cái việc mà như anh Tạo đây có thể mình quan sát để thông báo để kiểm tra xử lý rất khó, vì hầu như khu đấy là không có cái camera giám sát. Thế mà chung ngoài ra qua công tác kiểm tra xử lý chúng ta phát hiện ra một số cái trường hợp, bây giờ hiện nay là có cái đối tượng là mua cái logo của thương binh ấy, logo giả xong gắn vào phương tiện của mình để đi, để tránh là gì, để mong được cái sự ưu tiên đối với lực lượng thương binh, người thương binh, nhưng mà thực ra là không phải thương binh, là giả dạng giả danh hết. Có khó nữa là nhiều trường hợp mặc dù mà chứng minh nhưng mà có thể là do thuê xe mượn xe và có thể có mối quan hệ, thì sau khi bị lực lượng chức năng giữ phương tiện và lại điện thoại nhờ đến, trong đầu kéo đông rất nhiều người đến để gây áp lực để đòi trả lại phương tiện. Thế nhưng trường hợp là chúng tôi cũng rất kiên quyết vận động, tuyên truyền vận động và kiên quyết tạm giữ xử lý tăng vật theo đúng quy định pháp luật. Vâng, rõ ràng việc chúng ta bắt tay vào cuộc thì gặp rất là nhiều những khó khăn phát sinh và không lường trước được khi mà tình hình thực tế đang diễn ra. Và tôi nghĩ rằng chúng ta cần đòi hỏi rất là nhiều ý thức của những người dân khi mà sử dụng những phương tiện như vậy, được không ạ? Và xin được cảm ơn Thượng tá Tuấn. Còn đối với ông Khương Kim Tạo ạ, trên các nước khác trên thế giới thì không biết rằng có phổ biến những cái hình thức phương tiện này hay không? Và các nước bạn của chúng ta thì cũng đang quản lý hình thức này như thế nào ạ? Tôi nói rằng là tùy theo cái điều kiện kinh tế xã hội của các nước mà người ta có thể sử dụng các cái kiểu loại phương tiện khác nhau và cho chạy ở các cái tuyến đường khác nhau trong những cái không gian khác nhau. Đấy, ví dụ như ở Thái Lan thì họ vẫn cứ để cho cái xe ba bánh chạy trong thủ đô. Đấy, nhưng mà như chúng ta bây giờ mà đang coi như là giải quyết được cái xe ba bánh ở như Hà Nội của chúng ta là rất tốt so với lại Bangkok. Đấy, còn rất nhiều nước để xe ba bánh cứ chạy mà cái xe đấy trông cũng nhếch nhác mà mất an toàn. Thì chúng ta giải quyết thế này cũng là rất tốt rồi. Chỉ có điều rằng là trong thời gian tới chúng ta nên tách bạch ra cái xe ba bánh mà để cho các cái đồng chí khuyết tật thì là thương binh đi, là cái xe người ta chỉ có đi không thôi, và nếu có thể người ta chở theo một người không người khách của người ta thôi, người nhà thôi. Vậy chứ không phải dùng để chở gạch chở đá, cái đấy là sai. Cho nên cái xe ba bánh mà bây giờ chúng ta đang gắn cái nhãn hiệu thương binh vào đấy để mà đi chở các cái vật liệu để đi kinh doanh ấy, thì nó không phải là cái xe ba bánh của một khuyết tật,
mà ý tưởng của nhà nước mình ý, cho các đồng chí thương binh và người khuyết tật được đi cái xe ba bánh là cái xe ba bánh chỉ có đi chở người ta đi thôi, tự người ta có để người ta di động thôi, di chuyển, chứ không phải là dùng cái đấy để đi mà kinh doanh. Cho nên bây giờ chúng ta này, cái xe kinh doanh này chúng ta cần phải bàn để chúng ta làm dứt điểm cái xe kinh doanh này đấy. Và trong cái và việc vào cuộc này thì chắc chắn là thế này, tôi nghĩ rằng là cái logo thương binh ý, thì nhẽ ra là gắn ở trên cái xe ấy, để coi như quảng bá cái thương hiệu của thương binh, để cho thấy cái vinh dự của thương binh. Thì bây giờ lại gắn lên đấy để làm một cái mà nó không đẹp. Thì tôi nghĩ rằng cái này có khi là chúng ta cũng phải bàn. Ngoài những biện pháp xử lý thì ông Tạo, ông có nhận định gì về vai trò của việc chúng ta vận động tuyên truyền người dân hạn chế, thậm chí là ngăn chặn không sử dụng nữa những phương tiện 3 bánh, 4 bánh tự chế để chuyển đổi sang những phương tiện an toàn hơn ạ? Tôi nghĩ rằng thế này này, cái khái niệm mà bây giờ cái xe tự chế là chúng ta đề xuất ra thôi. Nhưng thực ra thì các cái xe mà các nước người ta vẫn để vẫn đồng ý cho cái xe tự chế hoạt động. Nhưng mà tất cả các xe tự chế chăng nữa thì vẫn phải qua kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Nói cho đúng hơn là chúng ta phải kiểm định lại. Thì vấn đề chúng ta bây giờ là làm thế nào để chúng ta làm một cách triệt để theo đúng luật. Đấy. Nhưng mà chỉ góc độ là giải quyết cái vấn đề an toàn là theo như tôi nói là số 1. Và thứ hai là vấn đề phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân. Và tiếp theo là giải quyết vấn đề mỹ quan và vấn đề văn minh đô thị. Theo ông thì một điều nữa chúng ta cần làm, đó là chúng ta cần nên điều chỉnh những điều gì về mặt cơ chế chính sách để phù hợp hơn với thực tiễn hiện nay ạ? Có thể về mặt cơ chế chính sách thì tôi nghĩ rằng thế này, cái đầu tiên là chúng ta phải thượng tôn pháp luật. Cái đầu tiên là thượng tôn pháp luật. Nhưng mà cái thượng tôn pháp luật thì trước hết là cái thượng tôn đầu tiên là chúng ta phải biên soạn pháp luật một cách rất là bài bản, tỉ mỉ, phù hợp với phát triển kinh tế xã hội. Và tiếp theo là chúng ta phải triển khai công tác là thực thi và công tác tuyên truyền giáo dục để chúng ta giải quyết tất cả dứt điểm những cái vấn đề mà mất an toàn giao thông trong xã hội. Thì tôi nghĩ rằng cái này là cái đầu tiên. Tôi rất là ủng hộ cái mà chúng ta soạn được các cái luật cũng như văn bản dưới luật thật là chỉnh chu, thật là dễ hiểu để cho mọi người cùng thực thi. Người soạn luật, người thực thi luật và người chấp hành luật đều hiểu một khái niệm như nhau. Đấy, nó đơn giản thôi nhưng mà dễ hiểu. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái mấu chốt. Còn về phía lực lượng chức năng ạ, thưa Thượng tá Tuấn, trong thời gian tới thì chúng ta đã có những cái biện pháp hay là những khuyến cáo gì để ngăn chặn cũng như là xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm của những chiếc xe 3 bánh, 4 bánh và những chiếc xe giả danh thương binh ạ? Thì trong thời gian tới thì Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị công an, các quận huyện thị xã sẽ chủ động tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội, ban ngành đoàn thể địa phương vào cuộc tích cực tham gia các tuyên truyền. Đấy, vẫn như anh Tạo nói là đầu tiên phải tuyên truyền để vận động nhân dân, phải vận động những người đã và đang những người đang sử dụng cái phương tiện này ký cam kết không sử dụng xe 3-4 bánh tự chế. Đồng thời là cũng để kiến nghị cấp trên, cái cơ quan có thẩm quyền là xây dựng cái cơ chế hỗ trợ để chuyển đổi cái việc làm đối với những cái người thương binh bệnh binh cái chỗ ưu đãi đang sử dụng xe 3 bánh. Đồng thời là cũng có thể nhanh Tạo nó cũng thiết kế cái phương tiện nào đó để cho ta di chuyển, không phải phương tiện để thì có thể là đi để kinh doanh. Đây là đúng mục tiêu cuối cùng của người thương binh là chỉ cần di chuyển để đi lại thuận nhất thôi. Và chứ được anh đã bị thương binh rồi đi lao động tiếp thì cũng hơi vất vả. Đấy. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm cho các trường hợp vi phạm liên quan đến cái hoạt động sản xuất, lắp ráp và sử dụng các phương tiện xe 4 bánh cũng như các hoạt động mà dùng xe mô tô, xe gắn máy để kéo theo xe khác và khác gây mất liên quan đô thị. Và là làm sao đó mục tiêu hướng tới là xây dựng văn hóa giao thông và làm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn thủ đô. Vâng, vừa rồi là những chia sẻ rất thiết thực và thực tế của hai vị khách mời về vấn đề và biện pháp xử lý xe 3 bánh, 4 bánh tự chế gây mất trật tự an toàn giao thông. Và cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, rõ ràng một phương tiện không kiểm định kỹ thuật, tự chế sơ sài khi tham gia giao thông sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lớn có thể gây ra tai nạn. Do đó, việc ngăn chặn xử lý là biện pháp cần thiết. Tuy nhiên, để hiệu quả lâu dài và bền vững thì không chỉ trông chờ ở lực lượng cảnh sát giao thông, mà nó đòi hỏi phải có sự chung tay vào cuộc của các bộ, ban ngành và những cơ quan liên quan trong việc thay đổi, tạo một cơ chế chính sách giúp cho người dân đang sử dụng các phương tiện tự chế này có thể chuyển đổi sang phương tiện khác an toàn hơn, từ đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô. Một lần nữa thì cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình Góc nhìn Hà Nội của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.